Đây, hello các bạn. Mời các bạn, mình dẫn các bạn đi tham quan cái quảng trường 1 tháng 4 của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ha. Rộng, đẹp. Đây, công nhân hồi trưa họ cũng đã mới cắt cỏ xong nè. Đấy. Xung quanh đây cũng là khu hành chánh luôn nè. Cơ quan nhà nước rồi đó. Đoàn ngành, bác các ban ngành đoàn thể rồi đó. Của tỉnh, của thành phố. Bên kia thì của công đoàn hay gì đó. Khách sạn công đoàn, đúng rồi. Ở đây khỏi nói cũng biết rồi, gió hay hay tại vì sát biển luôn. Đây chúng ta nhìn có thể nhìn thấy biển ha. Cách đây khoảng độ khoảng chừng 100 mét trở lại thôi. Tuy Hòa, Phú Yên thì nói chung là chỉ mới phát triển cách đây vài năm thôi. Độ khoảng 7-8 năm. Nhưng mà phát triển tốc độ cũng tương đối là nhanh đó nghe các bạn. Mình biết Tuy Hòa với Phú Yên này cũng lâu rồi. Trên mười mấy năm. Ngày trước là mình ra là cái chỗ này không phải là cái quảng trường gì đâu. Quảng trường mới đây thôi. Ngày trước chỗ này hình như là, nhớ không lầm là ba cái thông đó bạn. Nè, cây thứ gì nè, mà nó cao lắm. Bây giờ nó người ta cua gọt giũa sau là thành hình cho nó đẹp ha, lạ mắt ha. Đây là nguyên cái đó là nguyên khu thông luôn. Dưới bãi biển này đó cũng như là ít quang sơ lắm. Còn khúc cặp mé biển thì có cái mấy cái quán ăn, quán uống đồ cái thứ. Mà giờ người ta cũng giải tỏa hết rồi. Ta xây dựng mấy cái khu vui chơi cho trẻ em rồi đó, xe đụng hay xe rồi ba tin cái thứ rồi đó, dân dân gì dân dân. Còn mấy quán ăn người ta tạm thời người ta dời lên trên này hết. Ăn uống là khúc trên ha. Đây. Rộng thoáng. Ở đây cái quảng trường này nhiều khi người ta cũng tổ chức cái sự kiện nữa các bạn. Sự kiện của tỉnh, của thành phố đó, sự kiện lớn á. Hay là mấy cái chương trình mà hè rồi với mấy cái sự kiện nói chung là du lịch rồi đó. Thì sắp tới đây rất là hoành tráng và bự. Đấy, đến hẹn là lên 5 giờ mấy 6 giờ thì đài phát thanh của phường đó, thông báo tin tức, thông báo tình hình. Đấy. Rồng, rất rồng. Cái này mà có cam ly quay ở trên quay xuống thấy đẹp hơn. Đây, qua bàn tay của nghệ nhân ha. Mấy anh mấy chị người ta cắt gọt giũa thấy cái hình nó thù nó lạ mắt nha mọi người. Đẹp. Du khách họ tới rồi họ chụp hình rồi lưu niệm rồi nè, chuyến đi của họ đó. Trẻ con tung tăng thoải mái vui chơi. Giờ này chưa, tối tối chút nữa sẽ tụ tập, người ta sẽ đông hơn. Hiện giờ này thì có thể là du khách người ta đi xuống biển, người ta tắm biển rồi đó. Rồi người ta về khách sạn tắm rửa rồi tối người ta mới đi dùng bữa đêm, hải sản cái thứ đồ vân vân rồi vân vân. Ở đây gió hơi lớn, không biết cái lời nói của mình nó có bị ảnh hưởng gì không thì các bạn cũng thông cảm nghe. Bởi vì nó trống quá mà, gió là phải gió thôi, cận biển mà. Đi đâu con? Các
Đó, như các bạn cũng thấy ở đó xa xa có một cái điểm kêu là máy bán nước tự động đó. Thì bốn góc nó có bốn cái máy như vậy đó. Đây, máy bán nước tự động thì có mệnh giá, có số thứ tự. Mấy bạn bỏ tiền vô cái khe này, đó, xong ha, mấy bạn bấm cái số thứ tự thì nó ra cái chai nước uống của các bạn. Ví dụ như bấm 39 đây đi, thì nó sẽ số 39 nó sẽ hiện ra cho bạn lại cái chai gì trà gì đó. Thì nó sẽ ra cái chỗ này, mấy bạn lấy thôi. Còn mấy bạn mà đưa dư tiền thì sẽ thối lại cho bạn thôi. Cũng tiện, thấy ở nhiều nơi có rồi, mà ở đây cũng có lâu rồi, mấy năm trước hình như đã thấy rồi đó. Đây cái gì tròn vo trà bự cho bá, đây là cái gì không biết. Chắc đây là có hệ thống đèn không ta, chắc đẹp lắm ạ, tối chắc đẹp. Cái gì hình như là cái gì nước đây phải không ta? Giờ phun nước hả? Làm gì? Phun nước hả? Chà, phun nước rồi có đèn nữa nè. Chắc tối là đẹp. Đó, xa xa dưới đó ha là có trò chơi trẻ em đó, xe điện đụng đó, rồi dưới bạch tin rồi đó. Mà ở dưới cũng có một cái số quán nước uống nha, phục vụ ăn uống, ví dụ như trà xanh hay trà sữa hay là cá chiên chiên, các thứ vân vân nhiều lắm. Đó, trượt bạch tin nè các bạn. À, ở đây nó có điểm cho mướn nè, mình mướn rồi mình trượt bạch tin vòng 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 vậy thôi. Mình thì cây nhà lá vườn có làm sao mình nói vậy, mình chia chủ yếu là chia sẻ các bạn thôi, chứ mình cũng không có biết về vấn đề kỹ thuật ha. Rồi những ngôn từ mình cũng không có được trau chuốt mấy, thì các bạn cũng thông cảm nha. Đây có gì thì mình làm vậy thôi, nói chung là máy móc mình cũng không có gành. Chia sẻ các bạn thấy, của bạn đã đi rồi thì thôi, của bạn nào chưa đi thì cũng chia sẻ cho các bạn, để bạn thấy, bạn biết, bạn có động lực để bạn có cách này cách nọ, hoặc các bạn đi một lần hay gì đó cho mình biết thôi. Chiều xuống thì ở đây rất vui các bạn ơi, đặc biệt là những ngày hè ha. Còn những cái mùa khác thì mình không có biết, tại vì mình chỉ đi vào cái dịp hè không mà, chủ yếu là chở cho mấy đứa nhỏ đi. Thứ nhất là thăm gia đình, thứ hai nữa mình cũng tạo điều kiện cho tụi nó đi biết chỗ này chỗ kia. Đây, ở trong quảng trường nó cũng có bảng cấm nghe các bạn. Cấm xe Honda ha, xe gắn máy nha. Rồi với xe mà xe đụng, xe điện đụng đó, cũng biết đứa nhỏ chơi đó là không được chạy trên đây nha. Chỉ đi bộ thôi, hoặc là mấy chật bạch tin rồi đó thì chắc là được, vì thấy người ta đang chạy nè. Thì cái nào không cấm thì cái đó được thôi. Cũng là chật bạch tin ghê. Bé chết. Mẹ con của ba mẹ kìa. Cũng là một làng chật bạch tin ghê. Rồi đi xuống khu vực xe điện đụng gì đi. Cái tay mình không có cái máy giảm rung lắc nghe nó hơi lắc, các bạn cũng thông cảm nha. Bên kia có cái xe gì, cá chiên chiên hả, để hot dog Hàn Quốc hay vậy. Cá chiên chiên thập cảnh gì tùm lum nhân kìa. Nhân thấy không phải là một xe cá chiên chiên mà rất nhiều xe cá chiên chiên, 3-4 xe ha, nói chung là nguyên dãy luôn. Thì cũng xa xa vậy đó. Chứ này chơi lớn luôn rồi. Đi được không? Trời, không biết đi mà cứ ham hố. Đó, đó. Lằn dách thôi. Rồi, không xong rồi Đại Dương ơi, tao thấy không được. Giờ tao thấy đi, giờ không đi đâu chứ vậy. Rồi tới chàng trai này nữa. Được nghe, được nghe. Đó, bắt đầu mình thấy phố lên đèn rồi các bạn.
mấy cái hệ thống đèn ở dưới mặt đất á là bắt đầu có sáng rồi đó. Chắc ban đêm đẹp, thấy không, cái đèn dưới mặt đất các bạn thấy không, nó đẹp, nó sáng rồi đó. Còn một chút nữa hình như là ở nơi kia nó có dò phun nước nữa, mà không biết hôm nay có phun không thì không biết. Rồi cố lên con trai ơi, cố lên đi. Ok. Đây mình vẫn tập trứng bước đi đầu đời cũng đã cả chục năm rồi, bây giờ vẫn là bước đi chân đầu tiên nữa ha, đầu đời nữa ha. Nơi khó khăn vấn đề lúc đầu nha, một hồi nó không biết được không thì không biết, cái chuyện đó tính sau đi. Đây những bước đi đầu đời. Okay. Chơi cho khổ vậy trời. Đó, thời clip tới đây cũng đã dài nha các bạn. Mình tạm dừng clip tại đây nha. Một ngày mới kính chúc các bạn được vui khỏe nha, phúc hạnh phúc. Hẹn với bạn gặp mấy bạn ở clip sau. Chào các bạn nha.